Chiều ngày 7 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã thực hiện tiếp xúc cử tri xã Bảo Cường. Tại hội nghị, cử tri xã Bảo Cường đã gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện 8 ý kiến kiến nghị, phản ánh về các nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nhà văn hóa xóm. Cử tri mong muốn đẩy nhanh tiến độ công trình nâng cấp tuyến đường giao thông Bảo Cường - Đồng Thịnh - Định Biên và khi thi công cần có kế hoạch giám sát chất lượng công trình. Cử tri phản ánh có tình trạng người dân sử dụng kích điện để kích run. Việc này làm ảnh hưởng thế nào đến môi trường và hướng xử lý ra sao? Cử tri đề xuất có giải pháp nâng phụ cấp cho cán bộ phụ trách các ban ngành đoàn thể và người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho phù hợp với thực tế. Đảng ủy xã cũng kiến nghị về việc cấp ủy đảng giám sát đối với công tác cải cách hành chính cấp xã là không phù hợp. Ngoài ra, cử tri Bảo Cường còn kiến nghị một số vấn đề về điện lực, lĩnh vực đất đai, xây dựng hạ tầng nông thôn. Sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị, các cơ quan chuyên môn của huyện, lãnh đạo xã Bảo Cường đã trao đổi, làm rõ một số ý kiến trong thẩm quyền. Các ý kiến ngoài thẩm quyền đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp thu và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.